vị, quả thật là chiếc bếp ga đầu tiên được ra đời tại nước Anh. Tuy nhiên ngày nay công nghệ sản xuất bếp ga tiên tiến nhất phải kể đến là đất nước Nhật Bản. Một đất nước rất là chú trọng tính an toàn cho người sử dụng và chi tiết trong từng sản phẩm. Và công nghệ này đã được du nhập vào Việt Nam, tạo thành một chiếc bếp ga made in Việt Nam có đầy đủ tính năng để xuất khẩu. Và Diễm Trang đang có mặt tại một nhà máy sản xuất bếp ga tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng vào trong khám phá xem quy trình sản xuất bếp ga nhé. Xin chào anh Nam. Xin chào Diễm Trang. Hôm nay em có một cái sự trợ giúp cần anh giúp đỡ, đó là hướng dẫn cho em cũng như khán giả chương trình khám phá sản phẩm Việt là mình tìm hiểu cái quy trình làm nên cái chiếc bếp ga mini hay còn gọi là bếp ga du lịch, thì anh có thể sẵn sàng giúp đỡ tụi em không ạ? Rất sẵn sàng. Dạ. Như Trang cũng như là khán thính giả mình có thể biết được là đây là một cái sản phẩm bếp ga du lịch hay còn người ta còn gọi là bếp ga mini. Thì mình có thể khái quát sơ là để cấu thành lên một cái bếp ga du lịch như vậy thì nó sẽ gồm có 3 bộ phận chính để cấu thành lên. Thứ nhất đó là cái thân bếp hay khung bếp, toàn bộ cái khung bếp, thân bếp. Và đây là kiềng bếp. Có thể chúng ta có thể nói đây là một cái bộ phận đầu tiên. Cái thứ hai là cái bộ phận là cái hệ thống đầu đốt. Và cái thứ ba, đây là cái bộ phận quan trọng nhất của bếp ga du lịch. Nó sẽ giúp cho cái việc mà giảm áp suất của ga, cũng như là nó điều tiết ga, và nó cũng là cái bộ phận ngắt ga an toàn. Wow. Ở đây là cái bộ phận cùng van, hay có nhiều người ở phía Bắc người ta gọi là bộ chế. Bộ chế. Bộ chế hay là bộ đánh lửa hay là cùng van của bếp du lịch, là đây là bộ phận này. Để Diễm Trang và khán giả có thể hiểu hơn thì xin mời Diễm Trang và khán giả có thể tham quan nhà máy sản xuất ra từng bộ phận. Dạ. Đây là kho nguyên vật liệu để cấu thành lên cái thân của bếp ga. Đó là gồm tôn và inox, hay là người ta còn gọi là thép không rỉ. Đây là nguyên vật liệu mình nhập từ nước nào, hay là mình có cái... Mình ở đây là mình nhập từ một cái đơn vị nó chuyên về các cái sắt thép nhập đó. Còn một cái nguồn nữa là tí xíu nữa anh sẽ dẫn em đi vào cái nguyên liệu của kẽm, thì là mình sẽ nhập trực tiếp từ Nhật Bản. Đây là công đoàn dập cái thân bếp, và đặc biệt nhất là đây là đang dập cái công đoàn mà gấp xếp mí. Nó giúp cho cái thân bếp của mình là nó tăng cường cái độ chịu lực và độ cứng. Và nó giúp cho người tiêu dùng khi mà mình sử dụng là sẽ không bị đứt tay khi mà trong quá trình mình vệ sinh bếp. Anh còn mấy cái này thì nó làm gì? Cái lỗ này thì... Cái này là khâu đồng dập, là những cái chỗ mà làm để bắt ốc vô. Đây là cái phôi của cái hệ thống đầu đốt, là thân dưới của cái điếu mà hồi nãy là anh chỉ cho em là cái hệ thống đầu đốt. Cái này chất liệu nó bằng cái gì anh? Cái này là bằng tôn nhòm. Còn đây là cái máy dập liên hợp đang dập cái thân bếp mà bằng tôn. Máy dập liên hợp này thì nó công suất của nó gấp 4 lần với cả các cái hệ thống máy dập bình thường. Cái thông số đầu tiên ở trên nó là thể hiện là 1 phút bao nhiêu sản phẩm. Số 33 tức là 1 phút nó ra được 33 sản phẩm. Còn cái số lượng ở dưới là cái số lượng sản phẩm đã ra được. Ví dụ như là mình cần chạy ra 500.000 sản phẩm thì mình sẽ bấm chừng nào nó đủ 500.000 sản phẩm là nó sẽ ngưng. Với một cái máy này thì thay vì công suất hồi xưa sử dụng cái hệ thống máy dập nhát hồi xưa là một ngày chúng ta chỉ có ra được ở 3.500 sản phẩm, nhưng mà phải tốn hết 3 nhân công, thì với cái máy này một ngày có thể ra được 14.000 sản phẩm nhưng mà chỉ tốn có 1 nhân công. Là máy này là theo công nghệ gì hay là nó có gì đặc biệt không? Đây là máy dập liên hợp, tức là một cái máy dập xuống á, là nó sẽ ra được nhiều công đoạn hơn, nhiều chi tiết hơn. Đây là thành phần của sản phẩm thân bếp của bếp ga du lịch. Sau công đoạn này chúng ta sẽ di chuyển lên cái phân xưởng đúc và con trưởng là sơn thành phẩm. Yeah.
Đây là cái khâu mà gia công lắp ráp cái cùm van, là một cái bộ phận quan trọng nhất của cái bếp ga du lịch. Em thấy được đây là cái sản phẩm cùm van đó không, của cái bếp ga du lịch. Mà đây là anh chị em, đây là cái bộ phận ngắt ga an toàn rồi nút reset. Đúng rồi, đó là một cái điểm khác biệt lớn nhất của cái bếp ga du lịch Namilus so với cả các cái bếp khác thông thường trên thị trường. Đấy, cái bộ phận này nó ngắt ga, nó điều tiết ga lớn nhỏ, nó giúp cho cái bếp mà mình có cái hiệu suất như thế nào, đó là do cụm van này. Để mà sản xuất ra được cái cụm van này, nó tổng cộng nó hơn 20 chi tiết. Sau cái phần này thì tiếp tục mình lắp ráp vào cái gì sao? Qua sau khi mà lắp ráp hoàn chỉnh rồi, bây giờ anh sẽ dẫn em tiếp tới cái công đoạn mà thử cái áp lực rò rỉ của cái cụm van. Dạ. Mời em. Chúng ta bây giờ đi vào cái khâu mà thử cái áp lực ga cho cái cụm van. Thấy có cái đồng hồ nè. Tác dụng của nó để làm gì vậy? Chúng ta đo đạt cái áp suất mà để có thể cái bộ phận ngắt ga an toàn nó sẽ nhảy reset khi mà cái áp suất lon ga nó vượt quá cái mức cho phép. Anh xin giới thiệu với Trang, đây là cái hệ thống sơn tự động Gamma. Cái hệ thống này là sơn tự động, chúng ta không cần phải công nhân đứng sơn mà nó sẽ dùng những tay robot để sơn. Nó giúp cho cái việc mà cái sơn, cái nước sơn của mình nó đẹp hơn. Cái thứ hai nữa là người công nhân cũng đỡ va chạm với cả cái bột sơn, nó an toàn cho người lao động hơn. Cái buồn, cái quạt để thu hồi các bột sơn nó giúp cho tiết kiệm. Có nghĩa là cái bột sơn mình có thể là tái sử dụng là được ha? Đúng rồi, chính xác. Khi mà phun ra thì nó bám vào những cái thành sản phẩm. Ngoài ra những cái bột sơn bay ra bên ngoài thì nó sẽ có những cái quạt hút gió để nó hút lại những bột sơn đó, để nó tiết kiệm hơn cái bột sơn. Em thấy trên đây có nhiều hệ thống quá đây. Đây là những cái đồng hồ đo từng cái khu vực của trong cái bồn đốt sơn. Đây là một cái bếp ga hoàn chỉnh sau khi đã qua nhiều cái công đoạn sản xuất. Thì trọng lượng một cái bếp ga mini của mình còn bao nhiêu anh? Cái bếp ga này là trọng lượng của nó là 1 kg 35 g. Thì cũng tương đối nhẹ. Vâng, kính thưa quý vị, vậy là chúng ta đã được chiêm ngưỡng một chiếc bếp ga hoàn chỉnh. Quả thật là qua rất là nhiều công đoạn phải không ạ? Để tạo ra một chiếc bếp ga hoàn mỹ như thế này và an toàn cho người sử dụng. Mà anh Nam này, có một điều mà khán giả chúng ta rất là quan tâm, đó là cái việc mà lựa chọn bếp ga bây giờ. Trên thị trường có rất là nhiều bếp ga giả, thì anh có thể giúp Vĩnh Trang cũng như quý vị khán giả hướng dẫn một vài chi tiết để mình lựa chọn bếp ga làm sao mà để tránh khỏi những cái bếp ga giả không anh? Em rất sẵn lòng. Để cho khán giả cũng như là Diễm Trang là dễ phân biệt được cái hàng thật hay hàng giả, hiện nay trên thị trường có rất là nhiều, thì là chúng ta hãy nhìn sơ qua hai cái dạng sản phẩm này. Thì nếu mà nhìn bằng mắt thường thì Trang thấy được là hai cái mẫu này rất là giống nhau, đúng không? Chúng ta hãy cùng kiểm nghiệm cái bên trong. Cái đầu tiên, giữa hai cái sản phẩm này thì một bên là cái sản phẩm giả này, nó không hề có dập chữ nổi CE. Đây là cái tiêu chuẩn châu Âu mà sản phẩm Namilus đạt được. Cái thứ hai nữa đó là cái cụm van, thì đặc biệt nhất hiện nay tại Việt Nam thì chỉ có Namilus là đang sở hữu cái cụm van có ngắt ga tự động. Mà dễ thấy nhất đó là có một cái điểm chấm đỏ, đây là cái nút reset khi mà cái hệ thống ngắt ga tự động này nó hoạt. Còn cái sản phẩm các cái bếp thông thường bên ngoài thì hiện thời là không có cái hệ thống ngắt ga này. Đây là một cái bộ phận rất là quan trọng, đặc biệt đối với cái bếp ga du lịch, khi mà chúng ta thường xuyên phải sử dụng cái lon ga sạc lại, nó không an toàn. Một cái điểm thứ ba, công nghệ dập là xếp mí, nó giúp cho cứng cáp hơn và giúp cho cái người sử dụng khi mà sử dụng và vệ sinh lau chùi thì nó không bị dễ dàng đứt tay giống như các cái sản phẩm này. Đây là cái ba điểm là rất là dễ nhận biết được. Chứ ngoài ra còn có nhiều cái như là hiệu suất đốt, rồi công suất của bếp ga, thì nhiều khi cái đó thì bằng mắt thường chúng ta không thể nhận biết được.
Xin cảm ơn những thông tin chia sẻ của anh vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, hy vọng là những thông tin chia sẻ của anh Nam sẽ giúp cho quý vị khán giả có thêm những thông tin bổ ích về chiếc bếp ga du lịch trong gia đình của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn anh đã đồng hành cùng chương trình ạ. Cảm ơn Diễm Trang và khán giả chương trình Khám phá sản phẩm Việt. Hy vọng rằng sau chương trình này, Diễm Trang và khán giả sẽ dễ dàng lựa chọn cho mình một cái bếp ga du lịch an toàn trong gia đình. Xin chào.